Hello, hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình lại mặc cái áo này. Có rất nhiều các bạn nói rằng có cái áo này mặc hoài. Đúng rồi, mình chỉ có mỗi cái áo này thôi nha. Tại vì cái áo này nó mặc nó nổi hơn, nó đẹp hơn, nó hào nhoáng hơn, nó coi như là hào quang rực rỡ hơn. Rồi, lần đầu tiên thì mình xin tổng chào cả nhà mình nha. Mình thấy tín hiệu ok rồi đấy. Rồi mình không có chào hỏi được ai, chút xíu mình xàm sau nha. Nhưng các bạn thấy là hiện tại bây giờ trên mạng xã hội đó đang bàn tán xôn xao về cô hoa hậu, đó là cô hoa hậu Ý Nhi, đúng không bạn? Thì mình nói sơ sơ qua chút xíu. Vì khi một người đó mà đăng quang rồi các bạn, mà có cái hào quang rực rỡ rồi đó, hoặc là được người ta tâng bốc lên các bạn, hoặc là đoạt một cái giải gì đó nha, thì thường hay là giống gì đi quá đà. Thì hiện tại bây giờ trên mạng xã hội đang là chỉ trích cô hoa hậu này. À, có những cái phát ngôn rất là kinh khủng luôn. Đó, ví dụ như là bạn trai nhá, phải theo kịp tôi nhá, chứ không á là tôi bỏ nhá. Đợi cái này tôi chêm vô nha bạn. Đó, ý nói nhắc nhở bạn trai đó là tôi là hoa hậu rồi thì phải là sao ạ? Phải biết như thế nào đó nha bạn. Rồi là còn nói là các bạn thì sao đây? Ồ, nói thì tôi phải đưa ra nha bạn nha. Tôi phải nói bây giờ tôi phải đưa ra hình nha bạn. Đó. Ví dụ như là ý Nhi cho rằng là bạn trai là cũng phải thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp mình. À, các bạn thấy kinh không? Rồi là sao nữa các bạn? Rồi là nói những người bạn á là sao? À, bây giờ tôi đi thi hoa hậu á thì các bạn đang uống trà sữa đúng không? Đó, nói chung á là những cái câu phát ngôn rất là nó không có được vào lòng người. Đó, rồi thậm chí là đi á là đi thăm các bạn biết là đi thăm hoa hậu đó. À, xin lỗi các bạn, đi thăm bệnh nhân á. Thì đi làm có rất nhiều người nó đi làm từ thiện, nhưng cái bệnh viện đó là một cái nơi là sao bạn là nơi tài trợ cho cái cuộc thi này. Nhưng mà tôi nói thế này nè, khi các bạn đăng quang rồi thì phải hạ mình xuống nha. Người Mỹ đó các bạn, người Mỹ người ta rất là khiêm tốn nha bạn, khiêm tốn, người ta không bao giờ mà người ta tự cao tự đại đâu. Nhưng mà mình thấy là ở Việt Nam ấy, chúng ta đó, là hay có là nhiều khi được cái này đó xong rồi tự cao tự đại, không coi người ta ra cái gì hết trơn đó. Thì trong việc cô hoa hậu này thì nói chung là cũng có rất nhiều lùm xùm. Hoa hậu nào cũng vậy, không phải cô Ý Nhi này. Mỗi lần là có đoạt giải gì đó là hoa hậu là lùm xùm nhất. Có rất nhiều là những cuộc thi đó phải bỏ tiền ra để mua vương miện, đúng không bạn? Rất là lùm xùm. Đấy thì thật sự khi mà nói tới phụ nữ đó thì mình thấy là hay bỏ qua lắm. Tại vì nhiều khi phụ nữ đó mình cũng thích thích đấy các bạn, đâm ra mình bỏ qua nha bạn. Nhưng mà cái này đều do là những người là tài trợ, là ban tổ chức nha bạn nha, sắp đặt mà các bạn, chứ những người này là người ta không tự ý. Nhưng cái phát ngôn của cô hoa hậu này á nói rằng là bạn trai phải theo kịp, rồi nói là bạn bè mình á là phải thế này thế kia đó, thì nó không có hay lắm. Đây là những cái phát ngôn nó thật sự là nó cũng không đi vào lòng đất lắm, nên cũng phải là chỉnh chu, và cô ta cũng phải khóc và xin lỗi. Nhưng mà cái chuyện mà mặc áo, ba cô mặc áo coi như là đội vương miện đó nha, kim sa hột lụ, giống như ông là nhà báo Nguyên Vũ nói đó, là kim sa hột lụ để đi vào thăm bệnh nhân đó, thì nó phản cảm quá đúng không? Khi chúng ta đoạt vương miện rồi thì thôi, mình cứ coi như là bỏ hết cái hào hào quang đi, mình đi bằng chân đất đi thì nó rất là hay, nó rất là giản dị, nó đi vào lòng người hơn. Còn mình á là khoác nguyên một cái bộ đó mà chụp hình hình lên á, mà trong khi đó bệnh viện bệnh nhân thì nằm, mà mình lại coi như sao thấy ba cái người đó, tôi thấy nó phản cảm lắm nha, thật sự là như vậy theo ý mình nha. Còn không biết ý các bạn như thế nào, nhưng mà cái này là không phải lỗi là do cô mấy cô này, mà là do lỗi do ban tổ chức nha bạn nha. Tại vì ban tổ chức người ta điều hành hết mà, những người này phải như vậy nha, là như vậy nha đấy. Nên tôi thấy là tất cả đều do là ban tổ chức hết, cái người mà quản lý đó nha. Chứ nếu thật sự như tôi đó là sao, khi tôi đoạt rồi đó nha, tôi giản dị lắm, tôi đi chân dép lào này đi chi để cho nó vui đúng không, cho nó được nhiều lòng người hơn. Chứ còn mình là hào quang rực rỡ rồi nói kia đó thì tôi không thích nha. Theo như mình, nếu như mình đoạt giải đó khiêm tốn, và vậy á bác Hồ nói sao, khiêm tốn thật thà dũng cảm đúng không, mình khiêm tốn đi, thật thà đi và dũng cảm lên nhận cái sai đấy các bạn nha. Rồi trở về vấn đề thì về bà Hằng thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, có nghĩa là sao, mình theo đuổi vụ của bà Hằng, có nghĩa là mình tìm những tin tức nói về bà Hằng nha. Nhiều khi những có tin kia, những không có tin đó các bạn, thì đuối quá không biết tin, không biết tìm đâu ra, thì cũng lên sàm sàm với cả nhà chứ để chủ yếu là hâm nóng để chờ tin tức mà thôi. Nhưng mình nghĩ trong tháng 8 này, trong tháng 8 này là sẽ có tin tức về bà Nguyễn Phương Hằng khởi tố như thế nào, ra tòa như thế nào, và ai sẽ là đồng phạm như thế gì, thì trong tháng 8 này sẽ có. Rồi hôm nay thì mình có một cái bức tâm thư, mà thật sự bức tâm thư này á nói thẳng ra một câu là lâu lắm rồi, nhưng mà mình cứ chần chừ chần chừ. Có rất nhiều các bạn nói là thôi đừng có đọc ra,
rồi nhiều các bạn nói thôi cứ đọc đi để cho mọi người biết là như thế nào. Nhưng thật sự khi tôi đọc bức tâm thư này, tôi mới ngẫm ra rất là nhiều những cái điều mà thật sự bây giờ xã hội người ta đang như vậy. Bà Hằng á, là bà một người á, là từng trải ha, có nhiều kinh nghiệm rồi, đi làm từ thiện rồi đi giúp đỡ này, rồi từng va chạm đi gặp rất là nhiều những đại gia trong xã hội. Mình á, thì thật sự là mình chỉ là dòng dòng trong bếp núc mà thôi, nên cái sự mà hiểu biết của mình á, nó không bằng giống như bà Hằng hoặc là một số các cô chú anh chị. Nên mình thấy khi bức tâm thư này gửi cho mình á, thì mình cảm thấy là sao, tuy rằng á, là có những câu từ nó không có được hay, nhưng khi ngẫm lại nhắc bạn nha, thật sự là những gì bà ta nói đó là đúng đó các bạn ạ. Nha, khi mà cảm thấy á, là cục ngã đó ha, rồi em mới cảm thấy được những lời chị nói. Các bạn thấy không, lúc trước mình cũng nói với các bạn rồi, đúng không? Mình sau khi bị là tẩy chay, bị người này người chửi 6 7 tháng trời chỉ vì hiểu lầm, đúng không? Mình mới cảm nhận được rằng những lời bà Hằng nói là đúng nha các bạn. Và bây giờ tôi đọc bức tâm thư nhé. Đấy, đọc bức tâm thư nha các bạn, thích mình đọc không? Tại vì có rất nhiều các bạn là yêu cầu tôi niệm Phật đọc ra, nhưng những cái từ ngữ thì nói chung là nó không hợp lắm nha bạn. Những cái từ nào nó không hợp thì mình cất đi, mình không nói nhé các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi bức tâm thư của bà Nguyễn Văn Hằng gửi cho Tô Ni Phạm, kinh không đấy nha. Mà ai gửi các bạn, đó là bé Nhi của chú Tô Ni Phạm đây nè, các bạn thấy không, Nguyễn Hoàng Nhi cái kinh không đó, bé Nhi của chú đấy đúng không. Rồi đấy nha, gửi em Tô Ni Phạm. Ghê không nha, mới đầu là gửi em Tô Ni Phạm nhưng mà qua là Facebook của Hoàng Nhi. Chị được biết em đang sống ở Mỹ đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Theo nhưng mà lúc này á là bà Nguyễn Phương Hằng á, là không biết mình lớn tuổi hơn, nhưng mà thôi kệ, tại vì người ta có gia đình rồi, người ta xưng chị cũng được, không sao, bình thường như cái đường hộp sữa. Chị được biết em đang sống ở Mỹ đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Theo như chị biết, phụ nữ, trẻ em và người già đều rất được tôn trọng đúng rồi chị. Ở bên Mỹ này thì phụ nữ và trẻ em rất được tôn trọng. Phụ nữ, trẻ em và người già đều rất được tôn trọng phải không em? Đúng rồi, cái này mình thêm vô nhé. Chị đây đáng tuổi má em, cái này hơi nặng nha, cái này hơi nặng đó nha chị Hằng, cái này hơi nặng đó. Nhưng mà tại sao á, mình á là khịa bá quá, bà tức lên, các bạn thấy chưa? Đấy, mình á là một người cũng là đi á, là khịa ghê gớm lắm, nên á, cái vụ này á là nó hơi nặng nặng chút xíu, thôi bỏ qua nhá. Cái này hơi nặng thôi bỏ. Hôm nay chị nhân danh là một người thành đạt, chị không nỡ không nổ như những gì em nói, và nhân danh là phụ nữ Việt Nam, chị sẽ dạy cho em một bài học. Dạ chị dạy đi. Đấy kinh không nè, em là thằng đàn đàn ông nhá, lạc loài thứ bảy các bạn biết không? Bảy người đàn ông lạc loài, các bạn biết ai không? Bên là bên bên Mỹ á, là có 5 người: Nam Quang Thiên Dũng, Tony Phạm, Tuấn Tuyên Môn, Dũng Taylor. Còn 2 người nữa tôi không nhớ biết ai ta, hình như là Phan Phong TV hay là Thám Tử Cao ta, không biết có phải không nha. 7 người hình như tôi không nhớ, không lầm á nha. 7 người thì thôi kệ nó, tôi chỉ biết 5 người thôi, còn 2 người kia tôi không biết. Trên đời này mà chị đang tổng kết, trước nhất là em đang sống ở một nước văn minh mà sống theo kiểu văn mùng. Cái này này nhiều khi bà Hằng bà vui lắm nha, văn mùng. Có lẽ môi trường ở Cà Mau phù hợp với em hơn, vì cái thằng Võ Nằm Yên quê ở Cà Mau, nó gì đây, nó và em là đồng bọn phải không? Không có coi như là Võ Hoàng Yên với là Tony Phạm không có đồng bọn, mà Tony Phạm chủ yếu là câu like câu view kiếm tiền thôi nha. Nói thẳng cho chị Hằng biết là như vậy và cho khán giả là như vậy, mình không có đồng bọn với ai hết nha. Cái gì nói có thì có, không có thôi, không có đồng bọn với Võ Hoàng Yên. Tiếp tục nè, bọn phải không? Không phải. Và không hiểu tại sao ở một nước văn minh như vậy lại có 5 thằng đàn ông lạc loài sống ở đó. Đấy, cái này là lúc nói là lúc 5 thằng đàn ông mặc váy đó các bạn, đó là Nam Quang Thiên Dũng, Dũng Taylor, Tuấn Thiên Môn, Tony Phạm. Vui lắm. Nhìn em cũng khá đẹp trai. Chị ơi em xài app nha, em không có đẹp trai đâu, em đang xài app đấy, chứ ở ngoài nhìn ghê lắm, nhìn là muốn ói luôn đó nha. Để em không có đẹp trai đấy, nhìn thì em cũng đẹp trai nhưng mà thật sự em không có đẹp trai, em đang xài app, chứ còn ở nhìn ở ngoài là ói luôn đó. Rồi sao nữa này, cái gì đâu mất tiêu. Ở đó nhìn em cũng khá đẹp trai nhưng tâm hồn em là một thằng đàn ông, đàn bà. Đấy cái này hơi nặng nha, nhưng mà đúng đấy các bạn ạ. Nhiều khi các bạn nói chứ đấy, Tony Phạm nha, tánh đàn bà lắm. Nhưng mà này, có nhiều người đàn bà hơn tôi nữa nha các bạn nha. Tôi là tánh đàn bà nhưng có người là còn hơn tôi nữa đó nha. Các bạn đố các bạn biết là ai không? Cái gì đây, đang nó, thôi đang livestream mà gọi cái gì. Rồi tiếp tục nè, đâu mất rồi.
À, vui lắm. Đơn giản, ở đó nhìn em cũng khá đẹp trai, nhưng tâm hồn em là một thằng đàn bà. Cái miệng của em cũng như là cái lờ giống như kiểu lờ lờ bắt cá đó các bạn nha, cái lờ bắt cá đó nha, các bạn đừng nghĩ bậy nha. Đó, nhìn ở đây, tội nghiệp cho, thôi cái này hơi nặng quá, bỏ qua cái khúc này đi, hơi nặng quá. Cuộc đời em mà có thành công thì chị không bao giờ tin vào nhân quả nữa. Ở cái này cũng có nhưng mà em sửa sai rồi. Khi các bạn biết sai mà các bạn sửa sai đó thì sẽ thành công lại. Còn các bạn vẫn tiếp tục con đường đó thì bảo đảm với các bạn luôn là sẽ không bao giờ thành công nha các bạn. Đấy, em sửa sai rồi, em coi như là thành công rồi đấy. Rồi, em nói những lời không tốt. Cái này mình dịch ra cho các bạn nha, tại vì cái lời kia kinh quá nên mình phải dịch ra. Em nói những lời không tốt về chị. À, thật ra em biết gì về chị, thật sự đúng rồi các bạn ạ. À, mình không biết gì về bà hàng hết, đúng không? Khi cái drama nổ ra thì mình chỉ biết ông Dũng mà thôi. Thật sự là mình ở Bình Phước, mình chỉ biết ông Dũng mà thôi, có bà hàng mình không biết, đúng không? Khi mà nổ ra cái trận mà đấu tố với ông Võ Hoàng Yên đó thì mình mới biết bà hàng, và nhiều người thì biết tin. Hôm nay tôi có một cái tin như thế này, thật sự đó, đó là Hàn Ni. Chút xíu tôi có thời gian thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Thực sự Hàn Ni nói rằng là theo báo chí, nhưng thực chất ra trong những buổi chia sẻ của Hàn Ni có những cái câu từ mà thật sự ở trong này nè, nó thích cho tôi có người ta đưa tin cho tôi cũng như là đưa tin cho Hàn Ni và một số người rất là kinh khủng khi nói về thâm cung bí sử của bà Nguyễn Phương Hằng nhé bạn. Thật sự đây là nó rất là kinh khủng luôn, mà không biết là có đúng hay không, nhưng thật sự cái này là cái quyền riêng tư của người ta. Khi các bạn làm truyền thông đó, các bạn đưa ra như vậy đó thì sẽ là sao? Vi phạm. Hàn Ni á chia sẻ theo báo chí, Phan Phong chia sẻ theo báo chí là đúng, đúng không? Nhưng có những người đưa tin nó không có chuẩn. Thậm chí bây giờ tôi có nè, tôi có những cái mà cái nội dung về thâm cung bí sử của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đó, nhưng thật sự nó có hay không các bạn? Tôi thấy là những cái việc đó khi các bạn ghét người ta, các bạn có thể là tạo dựng kịch bản, các bạn có thể viết ra, mà những người mà viết văn đó các bạn, những người mà đạo diễn đó, nó rất là kinh khủng. Mà trong cái drama này các bạn thấy không, toàn là kịch sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên không à. Nên cái sự mà giống như kiểu mà viết kịch bản để mà tạo dựng ra để hạ một người nào đó, nó rất là đơn giản. Chúng ta đâu có biết được là bà Hằng là ai, nhưng mà chúng ta chỉ thấy là trên mạng xã hội thôi. Mà trên mạng xã hội đó thì các bạn thấy rồi, đâu biết được ai là ai, người ta đâu có đưa mặt ra để là cho các bạn biết là ai đâu. Ví dụ như tôi nói với các bạn, tôi chịu trách nhiệm, tôi là Tôn Đức Phạm, tôi đang live stream với các bạn, tôi chịu trách nhiệm những gì tôi nói. Có những người thì không đưa mặt ra và người ta chỉ đưa thông tin thôi, nhưng mà khi mà dính vào vòng là pháp luật đó thì người ta trốn chạy, người ta hủy kết bạn, người ta coi như là ẩn đi. Vậy thì núm ai hả các bạn? Những người mà bây giờ đó đưa tin cho tôi hoàn toàn bây giờ là sao, bạn xóa hết những Facebook rồi, vậy thì núm ai bây giờ đó? Bởi vậy đây là những cái việc mà trên mạng xã hội các bạn cô chú anh chị phải cẩn thận, vì thông tin đó nó chưa có chuẩn, chưa kiểm chứng, chỉ là những nick ảo. Khi các bạn ghét người ta, các bạn đưa tin, các bạn tạo dựng ra những kịch bản, những cái nội dung, những cái câu chuyện y như thật, rồi các bạn đưa cho người kia, rồi á, người kia, những người YouTube đó thì mới bắt đầu bám vào đó để chia sẻ. Nó rất là nguy hiểm khi thông tin chưa kiểm chứng. Mình có đó các bạn, mình có về cái thâm cung bí sử của bạn người, nhưng mà khi người ta đưa cho mình không bao giờ chia sẻ vấn đề này nha bạn, nó rất là nguy hiểm đó. Có rất nhiều người thì lên viết nói, nhưng mà tôi không nói nha, tôi có nhưng mà tôi không có nói, nhưng mà tùy theo thôi. Tôi biết mà, cái chuyện mà vấn đề mà đời tư đó, đời sống riêng tư đó ít khi nào lắm, nhưng mà mình nói cho nói chung là nó phải nói có chừng có mực. Rồi tiếp tục bức tâm thư nhé. Cha mẹ em đã sản sinh ra em là một kẻ lạc loài cũng không sao, cuộc đời em mà có thành công thì chị không bao giờ tin vào nhân quả nữa. Em nói những lời không tốt về chị, à thật buồn cười cho một đám đàn ông tồi bại. Cái này chửi đúng nè. Cái này chửi đúng nè. Không quen biết, không hận thù đi tấn công vào chị, cho nên chị mới nói trên đời này tụi em là những thứ lạc loài mạc hạn, sống có giá trị gì, hay chỉ làm ô uế một nền văn hóa của nước Mỹ. Ê, cũng nhiều cũng đúng với các bạn nha, tại vì nhiều đứa đó các bạn, tại mình nói nhiều đứa nhưng mà thật cũng hơi nặng nặng lời, nhưng thật sự có rất nhiều người bất chấp tiếng coi như là thị phi, bất chấp tất cả luôn ha, quyên tiền lập quỹ, người ta chỉ vì đồng tiền thôi các bạn ạ. Nhưng có rất nhiều người thì suy nghĩ lại ha, người ta biết, nhưng có rất nhiều là sao bạn, là sống ở nước văn minh đấy, biết được sự việc đó nó không có được, không có đúng, nhưng người ta vẫn cứ bất chấp vì đồng tiền nha các bạn. À, cái này nó đúng ạ. À, rồi tiếp.
Ôi một rồi rồi chị thất buồn cười thật là khi ánh khi nhìn thấy tụi em điên, tụi em đau đớn đau khổ lắm. Không phải khi nói về chị, tụi em coi chừng cái miệng của tụi em mỗi tháng thôi, cái này nặng quá không đọc. Rồi người ta biết đúng sai, biết lẽ phải, biết chân lý chứ không phải cái thứ loạc lài như tụi em úp mặt vô tường nhìn về một hướng mà chu chéo như loại chó điên. Cuộc đời này ngắn ngủi không ai biết được điều gì, cái này đúng này. Cuộc đời ngắn ngủi không ai biết được điều gì. Các bạn thấy kia, có rất là nhiều người đó, đúng không? Hào quang rực rỡ đó, rất là nhiều người giàu có đó, nhưng bỗng dưng một phát một đã là sao bạn là bị tù tội. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Trịnh Văn Quyết nè, Vạn Thịnh Phát nè, rồi Tân Hiệp Phát nè, thậm chí cái Phan ông là Phan Công Khanh nè, đúng không? Một đại gia đó, đùng một phát một, coi như sao bạn là tán gia bại sản luôn, đúng không? Rồi đi vướng vào vòng lao lý. Nó không phải như các bạn đâu, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Bà Hằng bà nhắc là đúng đó. Nên cuộc đời ngắn ngủi lắm. Không ai biết trước được được gì nên sống cho tử tế, bớt tạo khẩu nghiệp, cái này đúng nè. Mai mốt mình phải bớt bớt khẩu nghiệp đi nha. Nhân quả giáng xuống đầu em không biết lúc nào. Dạ, em biết chứ. Bởi vậy khi mà nói về thượng tọa thích nhật từ các bạn nha, những người bậc chân tu đó là mình thấy cảm thấy là cái tâm lý, cái tâm giống như kiểu mà cái tâm bệnh 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 tâm lý đó các bạn. Mình bị có người ta này sao bệnh 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 tâm à. Cái gì đó nha, nói chung là bị nói chung suy nghĩ nhiều quá, sợ đó các bạn. Nên là mình đã nói rằng không có nói về thượng tọa thích nhật từ nữa và xóa nha các bạn nha. Đó thì tự nhiên cái tâm bệnh thì nó nói chung tâm bệnh đó là mình hết, thật sự là như vậy. Còn các bạn muốn nói gì nói, các bạn có chà đạp, các bạn có chửi bới những bậc chân tu đó là quyền của các bạn. Nhưng riêng tôi thì tôi cảm nhận được rằng khi mình nói xúc phạm tới những bậc chân tu đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó không tốt, là không có thuận buồm xuôi gió nên mình không có làm. Còn các bạn muốn nói gì đó là tùy theo các bạn. Nhưng mà tôi không giờ tới là tôi không có xúc phạm tới những bậc chân tu nha. Nên là tôi khi từ khi mà tôi có ăn năn hối cải về vấn đề đó thì tôi cảm thấy là cuộc đời lên hương ha, được coi nhiều mọi người yêu thương rồi là làm ăn nó dễ dãi hơn nha. Đó còn các bạn là các bạn không thích đó là quyền của các bạn, các cô chú anh chị. Nhưng riêng tôi đi phạm đã hứa rồi ha, là không có nhắc tới những bậc chân tu nữa, nên mình cảm thấy đó con người mình rất thoải mái lắm đó, thật sự là như vậy. Còn các bạn nghĩ sao thì tùy nha. Nên sống cho tử tế, bất tạo khẩu nghiệp, nhân quả giáng xuống đầu em không biết lúc nào. Khi nào gặp biến cố và nạn kiếp thì hãy nhớ những gì chị nói nhé. Cái này đúng à. Tôi đã nói với các bạn rồi, khi mà đã gặp biến cố, khi nào gặp biến cố và nạn kiếp thì hãy nhớ những gì chị nói nhé. Đúng là cái lời tiên tri. Y chang các bạn ạ. Khi tôi bắt đầu đụng tới cái chuyện mà tôi nói là sự thật giống y như bà Nguyễn Phương Hằng đó, nói rằng là những người là lừa đảo, đúng không? Coi như là tạo ra những cái việc là thương thương nhớ nhớ gì đó, quyên tiền lập quỹ đó. Tôi thấy là sao bạn là ảnh hưởng tới là các cô chú anh chị bỏ tiền ra một cách vô ích thì tôi lên tiếng. Thì khi tôi lên tiếng như vậy đó thì sao bạn bị coi như là hội nhóm bè phái lại đi đập, thì bắt đầu tôi te tua tơi tả luôn. Thì bắt đầu tôi mới ngẫm lại, thì từ lúc đó tôi mới biết được rằng là sao bạn là bà Hằng nói đúng. Khi mà mình gặp biến cố trong sự việc đó thì mình mới biết được rằng xã hội này ha, nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Khi nhân quả giáng xuống đầu em không biết lúc nào, khi nào gặp biến cố và nạn kiếp thì hãy nhớ những gì chị nói. Biết rồi, nhớ rồi nha. Đấy. Gì đây? Nhớ những gì chị nói nhé. Vì chị đã trải nghiệm quá nhiều nên luôn biết hướng thiện. Đúng rồi. Các bạn thấy không? Ai cũng có quá khứ hết trơn. Không ai 10 phân vẹn 10. Bà Hằng cũng có quá khứ vậy. Các bạn cũng có quá khứ vậy. Nhưng hiện tại bây giờ các bạn hướng thiện, các bạn làm cái gì đó có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng, đó là cái điều tốt. Bà Hằng nói đúng cái câu này này, đúng không? Đó. Vì chị đã trải nghiệm quá nhiều nên luôn biết hướng thiện. Đó. Em còn trẻ lắm. Ôi không khó chị Hằng ơi, em lớn tuổi hơn chị đó. Em lớn tuổi hơn nên em biết mà. Em còn trẻ lắm. Tại vì sao? Mặc áo vest đó các bạn. Sống đầu á là tóc tai chải chuốt, xịt keo, sống đầu xài áp, nên á là bà Hằng bà tưởng đâu là mình còn trẻ lắm nha, bà tưởng đâu là mình còn trẻ đẹp, nhưng mà ngoài 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 đời các bạn nhìn ghê lắm. Tôi nói thật cho các bạn á, các bạn nhìn tôi đó là ói luôn đó. Vì chị đã trải nghiệm nên luôn biết hướng thiện. Em còn trẻ lắm, cứ từ từ mà trải nghiệm nhé. Trải nghiệm rồi chị ơi, em biết rồi cái khốn nạn của cuộc đời này đấy nha. Cứ từ từ trải nghiệm cái khốn nạn của cuộc đời này. Từ nay em còn nhắc đến tên chị nữa, nhất định chị sẽ phải gặp em bằng mọi giá. Gặp ghê không?
mọi giá, không biết trong hoàn cảnh nào, hứa với em một câu danh dự, chào em. Đấy, các bạn thấy chưa? Nguyễn Phương Hằng. Đấy, ký tên luôn là các bạn thấy không? Đó, đưa cái hình đẹp trai của tôi lên chứ kinh không? Đó, mặc áo vest nha. Cái thời gian này là các bạn mặc áo vest kinh lắm. Đó, cũng cái áo này là các bạn. Đó, cái áo mình tôi đang mặc nè. Mà tôi khoác một cái áo vest ngoài nữa, nhìn thấy đẹp trai không? Đó, thấy không? Đó, ghê không? Đó, ngồi coi như là vững vàng. Đó, nhìn y như là sao bạn? Luật sư. Đó, nhất là trẻ luôn. Đấy, bà mới đầu bà kia khen đẹp lắm. Đó, mà thật sự. Nhưng mà gì bà Hằng bà nói nha, tôi nói thật cho các bạn rằng, các bạn cứ ngẫm đi nha, thật sự là nó y những gì thôi. Bởi vậy tôi nói rằng á, là cuộc đời nó không phải giống như là hoa thơm quả lạ đâu, mà nó phải sóng gió lắm, sóng gió cuộc đời lắm. Nếu như các bạn chưa trải nghiệm đó, mà khi các bạn trải nghiệm rồi, các bạn mới biết được cái sự thật đó là như thế nào. Nó kinh khủng lắm các bạn ạ, nhất là các bạn làm YouTube. Làm YouTube á, mà không có bản lãnh, ha, mà sợ sệt hoặc là cái gì đó, bị hủy kênh tâm lý, thật sự. Khi các bạn biết không, mình hai lần kinh qua rồi nha, hủy kênh coi như là rất là kinh khủng. Khi mà tâm lý các bạn chửi rất là kinh khủng, tôi thật sự là bây giờ tôi quá kinh khủng khi mà tôi bị chửi bới, cứ đăng một cái dòng trạng thái nào lên, cứ coi như là một cái bài viết nào lên ào vô chửi, ôi trời ơi, thậm chí các bạn biết không, mình phải là tắt bình luận đi đó nha, tắt bình luận đi đó, kinh khủng lắm các bạn ơi. Cộng đồng mạng thật sự là sao, người ta nói rằng á, là mạng xã hội đó là con dao hai lưỡi là thật. Khi thương á thì không sao, mà thi ghét á là rất kinh khủng. Nhưng mà cái này tôi nó phải nói như thế này nè, có thật sự cái này theo quan điểm của mình nha, không biết có đúng với cô chú anh chị không, nhưng theo mình thật sự nha, cái này mình không phải là nịnh fan của bà Nguyễn Phương Hằng, mà cái này thật sự nếu như đúng thì các bạn cho tôi số 9 nha, còn không thì thôi. Đã cũng lúc nào cũng số 9 không, số 9 hơn mà. Các bạn biết không, fan của Thịnh Thế Bồng Lai, tôi nói thật các bạn nè, kinh khủng lắm. Một khi mà người ta ghét, tạo dựng ra những cái câu chuyện không có, người ta chửi bới, người ta đặt điều rất là kinh khủng các bạn ạ, và chửi rất là kinh khủng luôn. Nhưng đặc biệt là fan của chị Hằng, fan của bên bà Nguyễn Phương ạ lại không có nha các bạn. Fan của bà Nguyễn Phương ạ, thật sự là người ta không có đến nỗi, cũng có một ít người, số người thôi, nhưng mà không nhiều bằng á là fan bên Tịnh Thất Bồng Lai. Một khi mà làm trái chiều là sao, lên tiếng là chửi ha, rồi là đi nhục mạ, rồi là đi tấn công. Nhưng thật sự những cái lời đó nó hoàn toàn là không đúng. Tôi thấy cái chuyện của chị Susan Trần với anh Tiên Dũng đó, chị Susan Trần nói sự thật đấy, đúng sự thật đấy, nhưng mà người ta bất chấp luôn, người ta coi như là tạo ra những cái rúp, những cái là những người đi bình luận đó các bạn, người ta vào người ta tấn công. Nhưng thực sự ra những cái người đó không phải là người thật nha các bạn, mà những người giả, những người đó là trong một cái rúp tạo ra những cái nick giả để đi tấn công người ta. Và cô chú anh chị đó, nhiều khi đó vào đọc bình luận thì á, là cứ thấy là người này chửi người kia ha, chửi chửi quá trời luôn đó. Thậm chí các bạn thấy không, khi mình đăng trên tháp cộng đồng đó, có một số người nó là ủa Tony Phạm làm cái gì mà để cho người ta chửi quá trời quá đất vậy đó. Nhưng thực sự ra những cái lời bình luận đó là những người là giả mạo cái group đó, là giả mạo đi tấn công người ta theo một hướng chỉ thị của ai đó thì tôi không biết, nhưng mà đi tấn công người ta để chi, để nhằm hạ gục cái người đó không có tiếng nói trên cộng đồng. Mình đã bị rồi, nhưng sau khi mình nói về bà Nguyễn Phương Hằng, mình phát hiện ra những cái chuyện mà người ta là tạo dựng nick giả, người ta đi tấn công và sỉ nhục và thậm chí là gài bẫy bà Nguyễn Phương Hằng, mình mới nhận biết được rằng là trong cái những cái chuyện mà drama, những cái chuyện mà hội nhóm đó nó rất là kinh khủng, khi người ta bè phái lại để hạ bệ một người nha các bạn. Bà Susan Trần á, hiện tại bây giờ đúng là nghiệp đấy, quả đó, đúng không? Tin người quá đáng. Hiện tại bây giờ các bạn thấy chưa, có rất nhiều người đó là bị hủy kênh, bị chửi rất là nhiều, nên là sao bạn, các bạn biết được cái sự thật đó. Tôi là tôi thấy đó, tôi trong những người đó, người ta đưa tin cho tôi, người ta tâng bốc tôi lên, sau đó là tôi không kiểm chứng, tôi nói về bà Hằng đó, bà chửi cũng đúng đó các bạn ạ, không phải là không đúng đâu, đúng không? Tôi cũng câu like câu view, tôi làm YouTube thôi, nhưng thật sự ra mình không có bè phái, không hội nhóm ai, nhưng những tin nhắn đó nó rất là ghê gớm các bạn ạ. Mình nhiều khi mình làm YouTube mà mình không kiểm chứng, mình chỉ biết là ghét người đó ha, thấy nhiều người tung hô quá ghét người đó và view like đó bạn, hào quang rực rỡ đó, mình biết mình nên nói thôi, không cần kiểm chứng, nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới uy tín danh dự của người ta nha các bạn. Đó là cái lỗi của mình và lỗi của các kênh YouTube. Và hiện tại bây giờ các bạn thấy chưa, các kênh YouTube đó có ai còn dám nói tới bà Nguyễn Phương Hằng nữa không các bạn? Lãng hết rồi. Trong 35 kênh YouTube có tên đó, các bạn thấy chưa, rất là nhiều người đã im rồi và không nói về bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Nhưng các bạn nên nhớ rằng các bạn im cũng không được, cái tốt nhất là các bạn sao bạn là phải là nói ra sự thật, đứng ra ha, phản ngược lại luôn, có nghĩa là quay xe luôn
nha, quay xe và giống như chị Diệp Đậu cũng giống như Tôn Đức Phạm đó, biết được sự thật những cái gì đó nói ra hết đi ha. Chứ còn bây giờ các bạn xóa clip rồi các bạn là làm qua chuyện khác cũng chẳng được, hãy giúp đỡ người ta khi các bạn biết được sự thật đó ha, chối chạy sao được các bạn, đúng không? Đó, bởi vậy các bạn thấy chưa, những kênh YouTube bây giờ đó còn ai có gì dám lên là phản biện bà Nguyễn Phương Hằng hay không hả các bạn? Chỉ còn duy nhất có mỗi một là Phan Phong TV ha, coi là Cương đấy. Cương thì các bạn sẽ gặp bác sĩ Cường thôi, hiện tại bây giờ chỉ còn Phan Phong TV rồi, cố chấp coi như là cố đấm ăn xôi. Chứ thật sự ra các bạn thấy chưa, từ Mộc TV này, Mr. Spa này, rồi Nam Râu này, Thanh Trần này, Lisa O này, đúng không? Những người mà phản biện này bằng Nguyễn Phương Hằng đó, các bạn thấy còn không? Không, hoàn toàn im lặng hết rồi, đúng không? Và thậm chí là cả chị Diệp Đậu nữa bây giờ cũng không có lên nữa thì sao? Đó là cơ quan chức năng người ta đã làm việc rồi, các bạn nói sai mà các bạn không lên đó là đính chính, và các bạn không lên là coi như là sao, là nói là giống như kiểu mình khai ra cái gì đó mà mình nói không tốt cho người ta đó, đúng không? Thì mình phải chịu trách nhiệm đó, ý mình nói là như vậy đó. Đấy, thì qua bức tâm thư này các bạn thấy là tôi cảm thấy là bà Hằng bà tiên tri đúng á, nhưng mà nói chung á là mình cũng có cái số nha các bạn nha, số may mắn. Và tôi thật sự nếu như các bạn làm tốt hướng thiện thì bảo đảm với các bạn luôn là ông trời không phụ các bạn đâu, nên chứ các bạn có cái tâm là tâm thiện. Còn nếu như các bạn vẫn có cái tôi đó, các bạn vẫn là cố chấp và vẫn không bao giờ nhận cái sai ha, biết sai thì nhận sai thì làm thôi, coi nhận không ai coi như là 10 phân vẹn 10 hết, đúng các bạn? Đó, con người ta đâu có ai 10 phân vẹn 10 đâu, các bạn cơ là thấy sai các bạn dừng và các bạn sửa sai đó, và các bạn nói như thế nào đó để cho coi như là đỡ cho người ta thì cái đó là rất là tốt. Còn nếu như các bạn vẫn cố chấp thì dĩ nhiên rồi sẽ gặp nhân quả mà thôi. Tôi thấy thấy như vậy đó, còn không biết các cô chú anh chị nghĩ gì. Đây là một bức tâm thư mà bà Nguyễn Phương gửi tôi cách đây là 2 năm rồi ha, có rất nhiều lúc tôi muốn đọc ra nhưng sau khi tôi bị là sang chấn tâm lý, bây giờ tôi ngẫm lại những lời bà Hằng nói đó, đó là 99% là sự thật. Nói về tôi nha, tôi không biết nói về ai tôi không biết, nhưng ứng với mình là hầu như là đúng hết. Khi nào mà em á, là bị sa ngã đúng không, em cảm nhận được thì em mới nghĩ tới chị, đúng bây giờ em mới nghĩ tới chị đấy nha các bạn. Đó là lời tâm sự của mình rồi, chỉ có nhiêu đó thôi nha cả nhà. Đó chủ yếu là nên như vậy, bởi vậy người ta nói sao, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về ha, chuyện còn dài lắm. Mình hy vọng trong tháng 8 này có rất nhiều những tin là tin tốt về phía cho công ty cổ phần Đại Nam cũng như bà Nguyễn Phương Hằng, và mình hy vọng là khi ra tòa đó bà Nguyễn Phương Hằng nha sẽ được là tha bổng trước tòa nha bạn. Vì sao bạn, cũng là cái chuyện là đi quá xa thôi nha bạn, còn những người nào mà vi phạm thì dĩ nhiên người đó phải chịu trách nhiệm thôi nha. Nếu như mình cũng vậy thôi, có rất nhiều các bạn vào nói mày nha, mày cũng bị triệu tập đấy, mày ở bên Mỹ thì không bị chế tài của pháp luật Việt Nam không, về bên Việt Nam đi rồi sẽ bị bắt á. Ôi dồi ôi, tôi về Việt Nam mấy lần rồi cứ hù tôi hoài à, tôi đã bị bệnh tim thòng mà mấy má mấy ba cứ vô bình luận cứ nói về đi rồi tao sẽ đón mày ở sân bay, rồi là mày sẽ bị là cái này kia, hết hồn hú hồn, tôi ghét, tôi không về nữa, tôi không về nữa rồi sao, đúng không? Tháng 9 tôi không về nữa đó, tôi nói vậy đó. Các bạn cứ tin đi, tùy các bạn nhé, cứ hù tôi hoài. Người ta đã bị bệnh tim thòng mà cứ nhảy vô bình luận cứ hù tôi á, là sẽ đến Tân Bay Sân Nhất để mà đón ha, mà đón mà kiểu mà chị đón em không sao, hoặc là anh đón em không sao, trơn là tao sẽ đón mày, kinh công, tao sẽ đón mày ở sân bay Tân Sơn Nhất, biết tôi là ai không mà đón, biết tôi về giờ nào không mà đón. Mấy ba hù tôi hoài à, tôi bị bệnh tim thòng nhá, không hù nữa nhá, nghe không? Đó, cứ hù tôi hoài là sao tôi dám về, thôi nha. Thôi thì giờ hết rồi, câu chuyện tới đây thôi. Chào các bạn, rồi mình xuống nhá. Rồi chào Hồng Anh, chào Hà Nguyễn này, về đi à, ở ngoài Hải Phòng sao về được, vô trong thành phố đi rồi đón tháng 9 đi, coi như anh trực nằm về ở Tân Bay Sân Bay Sân Tân Nhất đi đón tôi về, biết tôi về giờ nào ngày nào mà coi như là đón, mấy má mấy ba hay rảnh quá à, đúng không? Đó, khăn gói quả mướp xong đầu đi đứng ở sân bay đi đợi đi, rồi khi nào tôi về tôi hê buồn cười. Chào chào bố già, chào Nguyễn Sơn, chào Lánh Mai, cảm ơn, chúc sức khỏe cho Tony Phạm nha. Mộc TV nó lên sóng mà giấu mặt à. Đấy, tôi nói về cái chuyện mà giấu mặt đang rất là nguy hiểm các bạn ạ. Ừ, giấu mặt tôi không thích nha bạn, tại vì sao, giấu mặt rồi mai mốt đó cái thông tin đó có đúng biết sai các bạn, đúng không? Đâu biết được nó sai sao, rồi ai chịu trách nhiệm đây. Nên tôi thích không thích là những người là lên mạng là giấu mặt là tôi không thích rồi nha bạn nha, giấu mặt đâu chịu trách nhiệm đâu, xóa kênh đi một cái mà là xong xuôi thôi. Bởi vậy những người mà làm YouTube đó mà giấu mặt, cho dù các bạn phân tích có hàng trăm hàng ngàn lần
Các bạn nói là tốt nhưng tôi không thích, tại vì sao bạn giấu mặt là không chịu trách nhiệm cái lời nói của mình. Đúng không cả nhà? Các bạn nói, các bạn phải đưa mặt mình ra để chi? Để chịu trách nhiệm cái lời nói của các bạn. Các bạn cứ nói rằng tôi là sao là tinh chuẩn chuẩn con khỉ khô, biết được đâu, cái báo chí nhiều khi còn không chuẩn nữa mà hùa các bạn. Cái tốt nhất là một lần đưa lên mặt đi để chụp hình lại, đúng không? Mày đó, mày nhá, mày kênh YouTube này nè, Tony Phạm đúng không? Đó, mày nói gì mày nói sai đúng không? Mai mốt mày chịu trách nhiệm nha. Có chứ, còn bây giờ các bạn không đưa mặt mình ra, các bạn nói nhăng nói cuội, rồi mai mốt vi phạm pháp luật, rồi các bạn xóa kênh đi, biết đó là ai hả các bạn? Rồi biết được, tôi biết rằng Mục TV là ai, nhưng mà nhiều khi kênh YouTube đó xóa đi xong thôi chứ có gì đâu, làm sao chịu trách nhiệm. Bởi vậy cách cốt lõi nhất khi các bạn lên trên truyền thông là các bạn phải nói là phải chịu trách nhiệm cái lời nói của mình. Nhưng mà nói để chịu trách nhiệm cái lời nói của mình thì các bạn phải đưa cái mặt ra, nắm cái thằng có tóc chứ ai mà nắm thằng chọc đầu hả các bạn. Nói cho đã cái miệng xong đầu là hủy kênh, xóa kênh đi, biết bố nó là ai đâu hả các bạn, biết bố nó là ai đâu mà coi như là nắm nó, đúng không cả nhà? Đấy. Rồi chào Hoàng Long Gia, chào Sơn Nguyễn, chào Trác Thủy Tiên nha. Rồi chào Phan Anh, chào Hướng Phạm, chào Hạnh Thuyết Trinh. À, Hạnh Thuyết Trinh ở đâu biết không? Ở Tây Ninh đó, Tây Ninh gần nhà tôi đó. Mai mốt tôi đi tới Tây Ninh tôi gọi nha. Chào Nghĩa Lê, mình nghĩ gì đây? Ra sao tạo bác và sẽ bà trao thưởng cho chị Hằng vì đích đỉnh bánh bà bỏ thì kiếm người bọn chuyên bánh cậu giúp ăn mau. Rồi nhớ anh Hải Bánh à. Chào Tuyết Đặng, chào Bích Hằng Đoan, chào Huỳnh Tèo, tưởng tôi là Tèo chứ hết hồn. Rồi chào Nguyễn Sơn, chào bố già Bích Hằng Đoan, rồi chào Thạnh Ngô, rồi xin tổng chào nha Huỳnh Tèo, rồi Thạnh Ngô em chào, rồi xin tổng chào cả nhà mình nha. Thôi chỉ chia sẻ với các bạn như vậy thôi, cứ lên vậy thôi, chờ tin tức nha cả nhà. Nhưng mà mình hy vọng đó là tin tốt cho bà Hằng thôi nha, không có tin xấu đâu, nên các bạn cứ yên tâm đi nha. Nếu như các bạn làm tốt thì sẽ được là ông trời phù hộ nha bạn, còn nếu như các bạn làm xấu đó thì sẽ gặp là nhân quả thôi. Mình chỉ hy vọng là chỗ đó thôi, nên mình nhá là hy vọng bà Hằng sẽ được gặp những điều tốt lành và may mắn trong cuộc đời cũng như công ty cổ phần Đại Nam nha các bạn. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha, xin tổng chào cả nhà mình, chào Hướng Phạm nha. Rồi rồi không biết nói gì thôi, tổng chào cả nhà mình nha, chào Tony gà đấy, Tony gà mái luôn đi cho nó ngon. Rồi xin tổng chào cả nhà mình nha, nếu như không chào hỏi được ai thì mong các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi Nhất Nguyên nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin tạm biệt, bye bye.